mọi người, hiện tại thì team của Trang Anh đã có mặt tại Q8 Sóc Sơn để chuẩn bị cho show diễn tối nay, một đêm nhạc vô cùng là độc quyền ngay tại bar Club Q8. Và trên đường đi đến Q8 thì chúng tôi có khám phá được một quán cà phê vô cùng là chill nha mọi người ơi. Vừa đó mà team của Trang Anh quyết định sẽ dừng chân tại đây để vào xem đồ uống của nó sẽ như thế nào. Cả nhà mình cùng vào trong, chúng ta cùng khám phá nhé. Yeah, like dun 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 dun.